Nếu các bạn đang có nhu cầu mua tài liệu ôn thi để cương ôn thi với kiến thức chọn lọc thì hãy liên hệ ngay Facebook Nguyễn Phương Nam hoặc hotline 0369 098 202. Chào tất cả các bạn. Thì video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi làm, vẫn là về cái phần tích phân bụi 3, được chưa? Nhưng mà cái tích phân bụi 3 này có một chỗ đặc biệt là mình sẽ áp dụng, tức là sử dụng tọa độ trụ để đi giải quyết cái tích phân này. Thì tọa độ trụ mình sẽ sử dụng khi nào? Thì tọa độ trụ sẽ sử dụng khi, tức là thể, tức là cái miền V này nó là có dạng là hình tròn, được chưa các bạn? Có dạng hình tròn thì mình sẽ sử dụng tọa độ trụ để làm nó dễ hơn nhá. Sẽ dễ hơn cách áp dụng tích phân như bình thường, được chưa? Thì sau đây là mình sẽ đi vào ví dụ. Rồi thì nhìn vào ví dụ nhá. Ví dụ này thì việc đầu tiên các bạn để ý cho mình cái này là cái thằng nào x bình cộng y bình bé hơn hoặc bằng 2y, được chưa? Thì cái thằng này nó có dạng của một cái phương trình đường tròn, đúng không? Nhưng mà nó chưa phải về cái dạng chuẩn tắc. Thì bây giờ mình sẽ biến đổi về dạng chuẩn tắc để từ đó tìm được tọa độ tâm của đường tròn cũng như làm bán kính. Thì mình sẽ biến đổi như sau này. Thì phương trình đường tròn nhá, phương trình đường tròn này, cái này các bạn ghi cũng được, hoặc là bạn đã biết rồi thì thôi không cần phải ghi. Phương trình đường tròn, được chưa? Có dạng là x trừ a tất cả bình phương này cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình, được chưa? Đây là phương trình đường tròn. Từ cái phương trình này ta sẽ suy ra được tâm có tọa độ là a và b, tâm tọa độ tâm AB, được chưa? Và bán kính là r đó, bán kính r này đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi biến đổi cái phương trình này nhá. Thì áp dụng vào đây thì nó cho mình cái phương trình là x bình cộng y bình. Bây giờ mình sẽ chuyển 2y sang vế trái thì sẽ là trừ 2y, được chưa? Bé hơn 0, đúng không? Trừ y bé hơn 0. Rồi mình tương đương này, mình tương đương nha, tương đương x bình giữ nguyên này, đó, x bình giữ nguyên. Còn cái y bình trừ 2y này bây giờ mình sẽ đưa nó về hàng đẳng thức, được chưa? Còn thừa thiếu thì mình sẽ thêm sau nhá. Thì mình nhìn y bình trừ 2y nó có rất giống một cái hàng đẳng thức là x trừ 1 tất cả bình phương, đúng không các bạn? X trừ 1 tất cả bình phương ấy thì nó, chỗ này là mình nháp bên dưới nhá các bạn, là biến đổi ra nó sẽ là x bình này trừ 2 anh đấy, quên đấy, chỗ này sửa là y nhá, cứ x đấy, chỗ này y trừ 1 tất cả bình đó, thì biến đổi ra là y bình này đấy trừ 2 y này đó cộng 1, đúng không? Tức là cái y trừ 1 tất cả bình này thì nó sẽ bằng cái này, được chưa? Thì các bạn nhìn vào cái thằng đầu tiên này, y bình trừ 2 y này, đúng không? Thì chỗ này khi đổi ra nó sẽ thêm là cộng 1, đúng không? Thì chỗ này mình phải trừ đi 1 để cho phương trình nó không thay đổi, đúng không? Kéo hơn 0, hiểu chưa? Đó, bởi vì là 1 này cộng 1 ở đây này, trừ 1 này nó sẽ bằng 0, có nghĩa là còn y bình trừ 2 y thôi, y bình trừ 2 y đây. Đó, đấy là cách để ta làm. Rồi rồi, từ đây dễ dàng suy ra tâm tọa độ
x trừ 0 tất cả bình đúng không, là x bình đấy, tốc độ là 0 này đó, và đây là y trừ 1 tốc độ là 1 này đó, được chưa. Và bán kính bao nhiêu, đây trừ 1 này nó cũng tương đương là trừ 1 bình đấy các bạn, thì nó sẽ là bán kính giờ bằng 1 đó. Đầu tiên là làm được như này nhá, rồi có cái này rồi là bây giờ mình sẽ đi vào vẽ hình, được chưa, vẽ hình. Rồi vẽ hình à, tâm có tốc độ là x bằng 0, đây là x này, đấy, đây là y này, đó, x bằng 0, x đây, 0 đây, y bằng 1, y bằng 1 đây, đó. Rồi bán kính bằng 1 có nghĩa là nó sẽ quay như này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, đây là cái miền của chúng ta, được chưa? Rồi, khi ta đã vẽ được cái này rồi, ta phải nhìn vào cái điều kiện của nó. Đó, điều kiện của nó này các bạn để ý này. Điều kiện của nó là nó, tức là cái, đây, mình sẽ chuyển, tức là mình sẽ tương đương tiếp nhé. Tương đương là x bình này, đó, cộng với y trừ 1 này, bình phương này, vẽ hơn là bằng 1, đó, đúng không? Có nghĩa là cái đường tròn này nó sẽ nằm trong, lấy miền bên trong này, các bạn thấy không? Bởi vì nó vẽ hơn hoặc một bằng 1 mà, vẽ hơn cái bằng 1, đó, thì mình sẽ vẽ bên trong, đó, có nghĩa là cái miền của chúng ta đây này, đó. Đấy, miền của chúng ta đây, được chưa? Rồi. Thực chất vẽ miền này để ta xác định được cái gì? Ta xác định được các cận, cận của tích phân, được chưa? Ok. Thì mình sẽ sử dụng phương pháp tọa độ trụ nhá. Đây. Sử dụng tọa độ trụ. Đó, mình sẽ sử dụng tọa độ trụ, được chưa? Ok, thì sẽ làm như sau, bởi vì mình tọa độ trụ mà, thì mình sẽ đặt, được chưa? Đặt nhá, đặt này, đây là cách làm đấy, đặt x, có nghĩa là biến x ấy bằng r này, cos phi này, được chưa? Biến y bằng r sin phi, được chưa nhỉ? Biến z thì mình vẫn giữ nguyên là z, đó, z thì sẽ bằng z, đó. Ok. Rồi thì đề bài cho ta cái gì nhỉ? À, đề bài cho ta là x bình cộng y bình bé hơn hoặc bằng 2y, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đưa x và y theo giờ cos phi và giờ sin phi, được chưa? Ta có này, suy ra này, x bình cộng y bình bé hơn 2y, được chưa, tương đương đó, x bình là bằng giờ bình cos bình phi, đúng không? Đó, cộng y bình là giờ bình sin bình phi. Đó, bé hơn là bằng 2y là 2 giờ sin phi. Rồi. Với đổi tiếp tục này. Thì ở đây là mình sẽ đặt nhân tử chung là tương đương giờ bình đưa ra ngoài này, trong là còn cos bình phi cộng với sin bình phi này,
đấy, bé hơn hoặc bằng 2 giờ sinh phi. Đó, tương đương ha, thì cos bình phi cộng sin bình phi nhá, thằng này nó bằng một này các bạn này. Đó, các bạn nhớ cho mình cái này nhá, lượng giác thôi nó bằng một nhá, luôn luôn bằng một được chưa, nhớ cho mình nó. Thì nó chỉ còn là giờ bình bé hơn là bằng 2 giờ sin phi. Được chưa? Rồi tương đương giờ bình này với giờ này, triệt tiêu này, thì giờ bé hơn 2 sin phi. Đó. Rồi. Cái này tính ra cái này để tí là mình xét các cộng, tức là các khoảng khoảng cộng. Đó, giờ bé hơn 2 sin phi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ xác định cái miền miền này nhá. Cái miền tức là cái miền cận của nó thì ta có này. Đó, ta có này. Cái miền V được chưa? V. Đấy, V phải này. Đấy, thì bây giờ nó sẽ theo là đặt x bằng theo biến là giờ này, giờ phi và z được chưa, mình đổi biến rồi mà, mình đổi biến rồi được chưa, thì sẽ khoảng, tức là khoảng nghiệm nó sẽ chạy như sau này. Rồi sao cho không nhỏ hơn là bằng phi, nhỏ hơn là bằng pi. Đó, bởi vì các bạn nhìn này, nhìn lên cái hình, hình tròn này chưa, thì nó chỉ nằm trong góc phần tư thứ nhất và thứ hai thôi đúng không, thì trong góc phần tư này thì nó chạy phi của nó chạy từ 0 đến pi được chưa. Rồi r rõ ràng r lớn hơn bằng 0 rồi đúng không, và bé hơn là bằng 2 sin pi đây này, 2 sin pi này. Đó, được chưa? Còn thằng z đúng không, z thì đề bài nó cho là không nhỏ hơn z nhỏ hơn 4. Rồi ok. Rồi, mình đã có được thằng này rồi thì bây giờ mình sẽ đi tính tích phân. Suy ra tích phân y. Y bằng tích phân bộ ta. Được chưa? Của cái thằng bên phải này. Đó. Rồi, xem y ban đầu nó có dạng như nào. X bình cộng y bình tất cả nhân với z. Rồi. Thì x bình cộng y bình, được chưa? X bình cộng y bình. Nó là x bình cộng y bình. Nó ra là R bình đúng không? Đây, x bình cộng y bình đây. Đây này. Y bình cộng y bình này. Đấy, nó ra là bằng R bình đây đúng không? Đúng chưa các bạn? Rồi, thì bằng y bình cộng y bình bằng R bình nhá, đúng không? Tất cả nhân với Z đúng không? Nhân với Z. Ok, nhân với Z. Rồi, đóng ngoặc. Thì các bạn nhớ cho mình nhá, tọa độ trụ này là khi đã mình đã viết xong cái hàm, hàm đã được biến đổi mới rồi, thì mình đằng sau này này, mình phải tất cả cái hàm biến đổi mới đó mình lại phải nhân thêm một thằng r nữa. Nhớ mình cái này nhá, đấy phải nhân thêm. Giờ này là nhân thêm được chưa? Rồi là phải nhân thêm, đó, nhân thêm. Áp dụng vào vũ trụ thì sẽ phải nhân thêm. Rồi. Còn lại là dr, d phi và dz.
Đó. Được chưa? Rồi, ok. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tương đương thôi. Mình tính cái tích phân này thôi. Đơn giản mà nhỉ. Đây mình sẽ dựa vào tích phân này. Tích phân nhá, các bạn phải dựa vào cái khoảng nghiệm này này. Đó, dựa vào cái khoảng nghiệm này cho mình, được chưa? Thì tương đương này. Y này bằng này. Đấy. Bằng thì thường ấy thì mình sẽ, tức là mình sẽ biến đổi những thằng nào mà có cộng nó phức tạp trước, được chưa? Thế các bạn nhìn đây có phải thằng cận của thằng L này phức tạp đúng không? Bởi vì nó vừa L này vừa có sin phi này đúng không? Thì nó khá là phức tạp đúng không? Còn những cái thằng như là đơn giản như là cận từ 0 đến pi hay là 0 đến 4 thì mình sẽ biến đổi. Tức là ở những cái tích phân cuối cùng đó thì mình sẽ viết như sau. Y sẽ bằng là tích phân từ 0 đến 4, được chưa? 0 đến 4 là của thằng Z này, đó, được chưa? Thì mình sẽ đi thằng Z đây, Z mình lấy thằng Z đây. Đó, Z. Đó, DZ được chưa? Rồi, tiếp tục tích phân của 0 đến pi. Rồi, 0 đến pi đúng không? 0 đến pi. Chỗ này là thằng D này là thằng D phi phải không? Rồi, D phi. Rồi, tích phân từ 0 đến 2 sin phi. Đấy, 0 đến 2 sin phi của thằng giờ bình này nhân với giờ là còn giờ mũ 3. DZ D phi đây sẽ là D giờ. Đó, được chưa? Rồi, mình sẽ bằng 0 đến 4 của Z DZ đó, tích phân từ 0 đến pi. Rồi, mình mới đổi cái tích phân của L mũ 3 này thì sẽ là L mũ 4 đúng không? L mũ 3 cộng 1 thì sẽ là mũ 4. Tất cả chia cho số mũ mới là mũ 4, được chưa? Cận chạy từ 0 đến 2 sin phi. Được chưa? D phi, đừng quên D phi đấy nhá, D phi. Rồi. Rồi, mình sẽ biến đổi tiếp tục. Tương đương y bằng y bằng tích phân từ 0 đến 4 của Z DZ được chưa? Rồi. Tích phân từ 0 đến pi. 0 đến pi. Đây bây giờ mình sẽ thay vào ha. Thay chỗ nào có R thay bằng 2 sin phi vào. Được chưa? Thì nó là 2 sin phi. Tất cả mũ 4 đúng không? Chia cho 4. Được chưa? D phi. Ok. Bằng tích phân từ 0 đến 4. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tính cái tích phân từ 0 đến pi của 2 sin phi mũ 4 chia 4 d phi, được chưa? Bây giờ mình sẽ bấm máy tính. Bấm máy tính cho nhanh các bạn. Mình shift mode này. Sim mode 4 chuẩn bị đơn vị là radian này đó thì mình sẽ mới tính được, bởi vì đây là từ 0 đến pi mà đúng không? Tích phân này 0 đến pi của 2 sin phi tất cả mũ 4 chia cho 4. Rồi mình sẽ bấm xem tích phân này bằng bao nhiêu nhé. Đó ra là bằng 3 phần 2 pi, được chưa? Có nghĩa là tích phân từ 0 đến pi của 2 sin phi 4 chia 4 d phi bằng 3 phần 2 pi. Ok, thì chỗ này mình sẽ là bằng bằng 3 phần 2 pi đúng không? 3 phần 2 pi nhân với z z dz. Được chưa?
Rồi, tương đương y bằng tích phân từ 0 đến 4 của 3 phần 2 pi. À bây giờ mình phá tích phân luôn đi nhá, phá tích phân luôn. Rồi, thì nó sẽ bằng là 3 phần 2 pi là hằng số đưa ra ngoài dấu tích phân. Thấy chưa? Cận là z mà. Cận đây là ẩn, đây là z này. Z tích phân của z đến z thì sẽ là z bình chia 2, được chưa? Cận chạy từ 0 đến 4 đúng không? Thì sẽ bằng 3 phần 2 pi nhân ba phần hai pi, thấy chưa, nhân với z bình chia 2 thì thay 4 vào z, có nghĩa là 4 bình chia 2 đúng không, 4 bình chia 2 làm tường tận luôn đó thì sẽ ra bằng bằng 12 pi đó. Rồi, thế là mình đã tính xong. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.